cho nhà thuốc, mình có người thân bị u nang buồng trứng kích thước là 38x42mm. Mình có đọc nhiều bài viết nói về cây trinh nữ hoàng cung và cây xạ đen điều trị khá hiệu quả. Nhà thuốc có thể tư vấn thêm giúp mình có được hay không ạ? Mình xin cảm ơn. Chào bạn, hiện nay thì cây xạ đen và cây trinh nữ hoàng cung là hai vị thuốc nam có tác dụng hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng rất là tốt. Hiện nay thì trên thị trường đã có rất là nhiều những công ty dược phẩm đã điều chế thực phẩm chức năng từ hai thảo dược xạ đen và cây trinh nữ hoàng cung để điều trị bệnh cho những bệnh nhân bị u xơ tử cung và u nang buồng trứng. Để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng kết hợp hai vị thuốc xạ đen và trinh nữ hoàng cung thì bạn có thể gọi đến số hotline của thảo dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.